Chị quá ai ơi, để đi hai ơi. Quê thì tìm quê em ơi. Đất của con mới đi ngang đó mà đã là đi tỷ. Ôi cô lại đánh rơi tiền này cô. Cô sơ ý quá, đúng là tiền của cô rơi rồi, cô cảm ơn con nhiều nghe. Cô không biết cảm ơn con như thế nào, thôi con lấy tiền mua quà bánh nha con. Mẹ cô không nhận đâu cô ơi. Vậy gần đây có tiệm tạp hóa, hai con thích gì cô dẫn hai con vô mua nha. Mua bánh đó con. Thôi bánh nhóc mua chi tùm lum. Mua bánh mua gì? Mua hoài mua về đâu có ăn. Con có ăn. Im, tao quất nha, quất đi về cho. Gặp là đôi mua, nhà bánh nhóc. Nào mừng hết trời. Mày bước về cho, bước về. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Chú chị thấy gì em đi ra chỗ khác chơi đi. Ủa giọng mà đi uống kia giọng hả đi. Chị không thích em đi đi. Không đó thì thôi em đi chỗ khác. Oh my god! Wow! Ồ, trước giờ con gì mất trên cây rồi. Đi đó không đó con đây rồi điều đi. Có mất trên cây rồi. Con cũng không có được cười chị đó nghe. Con mà cười là con cũng xấu tính như chị luôn đó. Con hay là mừng giấy cho mừng giấy đó đi. Cũng được, thôi hai mẹ con mình đi. Sao con ngồi đây buồn vậy? Con gì cũng con mất trên lớp kìa cô. Thôi để cô lấy giùm con. Yeah, cảm ơn cô. Con diều của con nè, tụi con nhớ chơi với nhau thì phải biết đoàn kết, không được ích kỷ nghe. Dạ con biết rõ rồi, con cảm ơn cô. Mời đẹp, người đẹp. Diều nãy giờ em mà có đi kim rồi, vô nước em muốn đi. Vậy ngồi đây đừng có đi đâu nha. Cơ hội của ta tới rồi. Con ơi, con coi cô cho con cái gì nè. Wow, con cá mập đây. Nó bay được luôn đó con. Con đi theo cô đi, cô thả cho con coi nè. Mà chị hai kêu con ngồi đây. Con đi theo cô đi, thả xác bên đây hà. Tí chị hai con thấy chứ gì. Đi theo cô đi. Không được, con không đi đâu. Bà nào lên em mình vậy mà nó phải chạy giết về. Con nhỏ này cứng đầu quá, đi theo tao lẹ lên. Đừng có dòi con không có đi đâu. Không đi ta cũng lâu nữa. Thả em tôi ra. Nó nhỏ mà sao nó quýnh mạnh dữ vậy trời. Chạy thôi. Bà mở quần con có heo của bà luôn rồi. Rồi bà già giấu đứng. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.